Hello, xin chào anh em đã trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay trong chuyên mục báo giá cái dòng xe tải cũ, mình muốn báo giá cho anh em sơ bộ vài mẫu xe tải cũ cho anh em quý hàng được tham khảo thêm. Đầu tiên mình có em Kia nè, K3000, tải trọng cho phép chở hàng hóa của em đó là 1 tấn thùng dài 3,4 m, phiên bản thùng kính nha anh em, là 2012, với mức giá ra đi em nó là 150 triệu nha, 150 triệu ra đi em Kia K3000 1 tấn thùng dài. Thùng dài của nó là 3,4 m, xe thùng kính có cửa hông nha anh em. Xe cũng còn rất là ok lắm. Tiếp theo mình có một em Hyundai 51C1123 HT65. Đời của nó là đời 2011, phiên bản thùng kính. Chiều dài thùng của nó là 4,4 m, tải trọng phép chở hàng hóa là 1,8 tấn nha anh em. Phiên bản thùng kính có cửa hông, sàn inox. 260 triệu nha anh em. Thùng kính có cửa hông. Đó. Tiếp đến là mình có một em Kia phiên bản thùng kính, Kia K140, tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1,4 tấn, thùng dài 3,5 m, là 2014, với mức giá là 170 triệu nha anh em. 170 triệu ra đi em Kia K140 này, thùng kính luôn nha. Đó, xe cũng còn rất là ok lắm. Tiếp đến mình có một em Kia tiếp K165, phiên bản thùng kính có cửa hông không máy lạnh, thùng 3,5 m, 1 tấn, 2 tấn 3, 2 tấn 3, thùng 3,5 m, đời 2015, 195 triệu nha anh em. Tiếp đến là mình có một em Vim phiên bản thùng kính, con này cũng là thùng đời 2017, 2 tấn 2, thùng của nó là 4,1 m, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em cái hàng của các bạn là 170 triệu nha. Máy cơ đời 2017 nha anh em, 2 tấn 2, thùng 4,1 m, 170 triệu, có thương lượng đô hành IS65, thùng 4,3 m, 3 tấn 4, thùng kính 3 tấn 4, thùng 4,3 m, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 215 triệu nha, đời 2018. IS49 cũng đời 2018, 190 triệu, 2 tấn 1, thùng dài 4,2 m nha anh em. Olin 3 tấn 4, thùng 4,3 m, đời 2021, 310 triệu. Thùng mưa bạc mỗi năm bự. Rồi, đó là báo giá nhẹ nhàng của mình về mẫu xe tải cũ. Anh em ưng cái xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp mình, thật đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử. Xem xe tại Bình Dương, Thuận An, Bình Dương nha anh em. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những video báo giá tiếp theo.